Nay xin review với các bạn cái chợ ăn vặt ở trung tâm của 30 tháng 4. Đây là cái khu ăn vặt vào buổi tối và cũng có bán cũng đầy đủ các món ăn. Có hủ tiếu mì nè, bún cá, bún riêu, nước mé. Anh, giờ này mình bán lúc 12 giờ phải không? Nè, yeah,
Em đi đây. Bên đó là sạp hoa và trái cây. Đây, ở đây thì cô bạn cũng cho người ta buôn cá bánh tròn đó. Bên đây thì chủ yếu là bán nước. Hello anh. Hỏi vô dẫn cho anh hay là đây, ở đây cô bán bánh đen nốt đen cũng lớn. Cô ơi, cái này mình bán lâu chưa cô? Cái gì? Bán lâu chưa cô? Cái gì? Bán lâu chưa cô? Lâu rồi, có gì không? Dạ không, con đi hoài cái clip. Tối mới đông ha anh? À, tối mới đông hả? À, nào nào. À, tối ở đây mình mới đông hả? Dạ. Ở đây trưng bày rất nhiều loại trung thu. Rồi mình đi dạo thêm lại một vòng nữa để các bạn cùng ngắm. Và nếu có dịp đó thì mời các bạn cứ ghé cái khu này vào lúc buổi trưa khoảng từ 11 giờ đến buổi tối là khoảng 9 giờ. Đây là ngay chỗ chợ 30 tháng 4 nằm ở phía bên tay trái, nếu mà các bạn đi theo từ đường